Sáng ngày 12 tháng 9, tại trụ sở tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã tổ chức lễ phát động vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Yagi, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã bị thiệt hại nặng nề, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, bị đổ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Nhiều diện tích lúa, hoa màu, cây ăn quả, trang trại bị thiệt hại nghiêm trọng, cơ sở vật chất, hạ tầng một số địa phương bị hư hại lớn. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, tương trợ, sẻ chia của dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hãy cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Theo đó, mức phấn đấu chung là cán bộ công chức viên chức và người lao động trong các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang tối thiểu một ngày lương. Các doanh nghiệp tổ chức kinh tế, người lao động trong các doanh nghiệp tổ chức kinh tế và các tầng lớp nhân dân ủng hộ với mức cao nhất theo khả năng. Thời gian vận động từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2024. Mọi sự ủng hộ gửi về Ban Vận động Quỹ Cứu trợ tỉnh Hưng Yên qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, địa chỉ đường Quảng Trường, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên hoặc qua Quỹ Cứu trợ tỉnh, tài khoản số 3761-0900-3820-91049, tại kho bạc nhà nước tỉnh Hưng Yên. Tại lễ phát động, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp cá nhân đăng ký ủng hộ với tổng số tiền là trên 2,6 tỷ đồng. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu dự lễ phát động đã tham gia ủng hộ trực tiếp tại hội trường. Và với tinh thần lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái, tôi vận động cán bộ công nhân viên, người thân trong gia đình, tức là vận động các nhu yếu phẩm cần thiết nhất chuyển tới bà con nhân dân. Và cũng đã chuẩn bị hai cơ sở vật chất ở được 100 người đến 200 người, tức là no ăn no ở được từ 10 ngày đến 20 ngày.